Nghe chú ơi, thì chưa con? Bây giờ bên đây kêu ai cũng không chịu qua hết trơn á. Bây giờ không biết nói sao, giờ xe nào cũng không chịu đi. Buổi sáng đi sớm mới được, chứ giờ đi không có xe nào mà đi được hết trơn. Thân nhân cũng có nữa. Tức là kêu xe người ta qua đây đi, rồi nữa có gì là không có tiền thì con trả cho, mà không ai đi luôn hả? Thì biết rồi mà, mấy chú này người ta không có đi, mấy tối rồi không có thấy đường, chạy qua không kịp. Nó chứ tiền bạc thì mấy chú không lấy mà qua người ta không có chịu đi. Đêm bằng hôm ta không có chịu đi, giấc này hừng sáng sớm mới được. Chú ơi khổ, giờ đi qua dưới mà dưới không được luôn nữa. Giờ kêu nó chạy điện người này kia người ta không có chịu đi. Sáng sớm mới được mà. Sáng sớm mà biết còn gặp chỉ không mà sao sáng sớm được. Bây giờ thì nó ở vòng vòng ở đó không à. Bây giờ ra nó cho đốc hả chú? Bây giờ nó hù rồi sao mà đi được đây nè. Kêu ai thân nhân ra không có ai hết trơn nữa. Kêu sơ đồ nó cũng không chịu đi luôn nữa. Nhiều cũng không chịu đi hết trơn á. Không còn, này nó không có đi. Không còn hả? Chiếc không còn người nào luôn hả? Không có. Có mình ở đây lẻ loi à. Sáng mới nhờ chú tìm chú xe đò kia mới được mà. Rồi rồi rồi, rồi để có gì con tính lại. Dạ, chú tìm giùm chú. Kính thưa mọi người, chị Tiền hiện tại là đang ngồi ở chỗ công viên Châu Đốc. Mọi người ơi, chị Tiền ăn cá viên chiên không? Dạ. Ăn cá viên chiên không? Ăn không. Em mới mua 30 ngàn. Không. Gì hả? Ăn này no hả? Thôi chín thôi, chín thôi ăn. Thôi vậy ăn đi. Nó ăn chín một mà. Dạ, bà thứ sáu. Thôi. Thì hiện tại mình mới điện cho gia đình, mọi người mới điện cho gia đình mà gia đình nói là không có xe ôm, không có qua được. Thì cái kiểu này là chỉ có thể là đi qua bên đợi tới ngày mai mọi người, ngày mai gia đình mới đón. Tại vì mình cũng cố gắng. Ô trời, lấy tay chỉ bóc luôn mọi người. Ôi sao bỏ luôn rồi chị Tiền? Ăn đây chị thấy bộ cá nó xíu mặt quá. Rồi bỏ luôn rồi. Rồi chị đi nữa mọi người. Đó thì bà con ơi, chị bệnh đó bà con. Cho nên mọi người thông cảm nha, đừng có buồn chị này nha mọi người. Thì Thảo là cố gắng để mà điện cho gia đình. Nhưng mà bên gia đình thì Thảo nghĩ là chắc có mình anh mẹ của chị Tiền, mẹ ruột của chị Tiền không à. Chứ cũng chắc không có ai hay sao đó mà nói là không có người thân, không có xe ôm mà để đón chị, người ta không chịu chạy nữa. Rồi bây giờ Thảo không biết cách nào luôn, tại vì đâu có đưa, đâu biết địa chỉ của chị ở đâu mà đưa về. Đó, phải có người thân, nhưng mà người thân nói vậy rồi cũng hơi buồn mọi người. Không biết sao đây, cái này là để ngày mai coi sao. Kính thưa mọi người, thì cứ tưởng là được gia đình qua bên Châu Đốc này để đón chị Tiền về, nhưng mà thật sự là gia đình lại nói là hôm mấy hôm trước là có vụ án là chở một xe ôm chở từ bên Đồng Tháp chở qua bên Châu Đốc này, rồi cái vụ án đó là một ông xe ôm ống mắt không, hiện tại là bây giờ là cơ quan chức năng người ta đang điều tra, cho nên thì hiện tại là không có dám chở cô đi, không dám chở mẹ chị Tiền đi, cho nên cô không có xe đi với mọi người. Cho nên thì cô nói là có gì ngày mai với sáng. Thì thật sự là từ hồi sáng hôm nay cũng như là hôm qua luôn á, là anh em Thảo cũng như là các anh em YouTube rồi đi kiếm, phải nói là kiếm rất là khó, không biết chị ở đâu luôn á, đi cả ngày trời á mà không có gặp. Nhưng mà bây giờ tối gặp thì lại đi không được. Nói chung là cái số của chị này vẫn còn khổ nha mọi người. Thì thôi bây giờ thì tất cả là để tùy duyên đi bà con ơi, tất cả là để tùy duyên hết. Thật sự cũng muốn giúp
mình ý là mình sẽ giúp là đưa chị về tới nhà luôn, rồi xem xác minh hoàn cảnh của chị như thế nào để giúp cho chị trở lại cuộc sống bình thường. Mình nghĩ là cái căn bệnh của chị là cũng vì cuộc sống, chồng con hoặc là tiền bạc nợ nần, mình nghĩ như vậy cho nên là chị mới có cái vấn đề là bị cái ảnh hưởng đến cái thần kinh. Chứ mình thấy là tuy là chị bị bệnh như vậy nhưng mà chị rất là thương con, lúc nào cũng bồng đứa con trên tay mà cho ăn, bà con của bác cho cái gì đó thì chị đều dành cái phần ăn đó cho con của mình. Mình cảm thấy là rất là nể phục cái chị này, tuy là chị bị điên. Giấc tối thì mình thấy là chị đỡ đỡ nha bà con, đỡ đỡ hơn là ban ngày. Giấc trưa nắng rất là giống như là cái đầu óc nó không có được bình thường á, rất là dữ. Giấc trưa thấy rất là dữ luôn, còn mà ban đêm thì đỡ đỡ, mình cảm thấy là như thế. Rồi thôi, Thảo cũng xin kết thúc video, cảm ơn mọi người. Để ngày mai nếu mà còn gặp chị, tức là còn duyên để giúp cho chị, còn nếu mà không gặp chị thì coi như là hết duyên. Thảo xin kết thúc video, chúc mọi người năm mới thật là nhiều sức khỏe, chúc bà con bình an hạnh phúc. Xin chào mọi người.